Trong chuỗi hoạt động hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2019, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc EVN-MPC đã tổ chức cuộc thi Hiếu nhi Việt Nam với an toàn trong sử dụng điện. Trong những năm qua, có rất nhiều tai nạn về điện rất thương tâm xảy ra với lứa tuổi thiếu nhi. Tuy cuộc thi lần này chỉ diễn ra với quy mô nhỏ tại tỉnh Nghệ An, nhưng đã có 63 bức tranh tham gia dự thi. Các bức tranh được các em thể hiện sáng tạo với nhiều chủ đề và nội dung trong sử dụng điện an toàn. Điển hình như các bức tranh cảnh báo người sử dụng điện mất an toàn, nguy hiểm đến tính mạng, nghiêm cấm những hành vi như thả diều, bắn súng, ném đất, bắn pháo hoa, v.v. vào đường dây điện, chạm biến áp, gây đứt, chập điện, phóng điện gây nguy hiểm, cấm cột trâu bò, gia súc vào cột điện, cấm trèo vào trạm điện và trồng cây gần công trình điện, không dùng điện để chống trộm, ra bắt cá, bẫy chuột, v.v. Đây là cuộc thi đầu tiên mà Tổng Công ty Điện lực miền Bắc tổ chức dành cho lứa tuổi thiếu nhi. Dự kiến năm 2020, Tổng Công ty sẽ phát động và tổ chức tại 27 tỉnh miền Bắc nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả cho thiếu nhi và cộng đồng. Với 63 bức tranh tham gia cuộc thi, ban giám khảo đã tìm ra một giải đặc biệt, 2 giải nhất, 5 giải nhì, 10 giải ba và 20 giải khuyến khích.